Cậu bé Alan là con trai của một chủ xưởng giày giàu có. Mặc dù bố mình giàu có như vậy nhưng Alan vẫn luôn bị bạn bè bắt nạt. Những lúc như vậy cậu cũng không hề dám chống trả lại chúng. Đúng lúc này công trường bên cạnh đã vang lên những hồi trống bí ẩn. Cậu nhóc Alan tò mò và đã đến đó để xem. Sau một hồi đào bới thì cậu đã tìm thấy một cái hòm lớn. Mở ra thì bên trong đó là một bộ đồ chơi mang tên Jumanji. Nghe thấy đồ chơi một cái thì Alan vội vã đem nó rời đi. Về đến nhà thì cậu nhóc mới mở ra xem thì thấy nó là bộ đồ chơi bàn cờ. Nhưng chưa kịp tìm hiểu về nó thì mẹ đã gọi cậu ra. Rồi gia đình cậu lại bàn chuyện cho cậu nhóc Alan chuyển đến trường bán trú. Sau đó hai bố con đã cãi nhau vì Alan không muốn rời xa nơi này. Thấy không muốn sống cùng bố mình nữa nên cậu đã quyết định bỏ nhà đi bụi. Nhưng vừa ra đến cửa thì lại gặp cô bạn Sarah sang chơi. Thôi thì đành ở lại một lúc để tiếp cơ rút của mình vậy. Rồi Alan đã lôi bộ đồ chơi Jumanji ra để chơi với Sarah. Ngay khi hai người gieo xúc sắc xuống quân cờ lập tức di chuyển. Màn hình ở giữa cũng đã hiển thị lên những câu nói khó hiểu. Và điều ghê rợn hơn là trong ống khói đã xuất hiện những tiếng kêu ríu rít. Rồi ngay sau đó cơ thể của Alan đã bị hút vào trong bộ đồ chơi. Rồi từ trong ống khói bay ra vô số những con rơi bâu lấy người Sarah. Khiến cô bé sợ hãi vội bỏ chạy khỏi đây. Thoáng chốc cũng đã trôi qua 26 năm, căn nhà của Alan giờ đây cũng đã bán cho những người chủ mới. Và trong gia đình mới chuyển đến đó có hai chị em tên là Judy và Peter. Một hôm đang ngủ hai chị em đã nghe thấy những hồi trống kỳ lạ. Hai chị em lần theo âm thanh và đã tìm thấy bộ đồ chơi năm xưa của Alan. Họ không hề hay biết đó là một mối nguy hiểm nên đã mở ra chơi. Ngay sau khi Judy reo xúc sắc quân cờ cũng đã di chuyển. Rồi vô số những con muỗi khổng lồ chui từ đâu ra tấn công hai chị em. Cũng may Judy đã kịp lấy cái vật đập chết chúng trước khi bị đốt cho ngu người. Nhưng người em vẫn không sợ và đã tung xúc sắc thêm một lần nữa. Ngay sau đó hai chị em đã nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà. Đến khi mở cửa ra thì bên trong nhà bếp đó là một đàn khỉ tinh nghịch. Suýt nữa thì chúng cho hai chị em mỗi người một con dao vào mặt. Giờ thì họ đã bắt đầu nghi ngờ những con vật đó từ bộ cờ mà ra. Sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì họ đã hiểu là phải hoàn thành được trò chơi này thì mọi thứ nó vừa tạo ra sẽ biến mất. Sau đó hai chị em đã quyết định hoàn thành trò chơi để làm lũ khỉ kia biến mất. Nhưng chả thấy biến mất được con nào mà còn biến thêm một con sư tử. Không còn cách nào, hai chị em đành phải bỏ chạy khỏi nó. Đúng lúc nguy hiểm thì đã có một người đàn ông lông lá xuất hiện. Sau một vài động tác loằng ngoằng thì thanh niên đó đã lừa nhốt được con sư tử vào trong phòng. Thì ra người đàn ông này là cậu nhóc Alan năm xưa bị hút vào trong trò chơi. Ngay sau đó Alan chạy khắp nhà để tìm bố mẹ mình, nhưng gọi mãi chả thấy bố mẹ trả lời mình. Lúc này Alan mới biết mình đã ở trong bộ đồ chơi Jumanji đã được 26 năm và bố mẹ của anh đã rời khỏi căn nhà này từ rất lâu rồi. Ngay lập tức anh đến xưởng giày để tìm bố mẹ của mình, nhưng nơi đây đã biến thành một nơi bị bỏ hoang. Sau một hồi tìm kiếm thì anh đã thấy một người đàn ông vô gia cư đang ở đây. Ông ấy cũng đã nói sau khi Alan rời đi bố của cậu đã dốc hết tiền bạc để đi tìm cậu và hai vợ chồng họ cũng đã qua đời không lâu sau đó. Sau đó Alan đã trở về nhà thay đổi quần áo sửa sang đầu tóc. Giờ thì nhìn anh đã giống con người hơn trước rất nhiều. Sau đó ba người họ đã quyết định hợp sức cùng nhau hoàn thành trò chơi để làm tất cả mọi thứ Jumanji đã làm ra quay trở lại như ban đầu. Nhưng thật kỳ lạ vì lần này bộ đồ chơi đó không còn hoạt động nữa. Đến khi xem lại thì trên bàn cờ lúc này có 4 quân cờ, đồng nghĩa với việc là phải có đủ 4 người thì mới tiếp tục được trò chơi. Lúc này Alan mới nhớ lại người bạn Sarah năm xưa chơi cùng mình. Sau đó bọn họ liền đến nhà để tìm cô ấy. Ngay khi biết người đứng trước mặt mình là Alan thì cô đã sốc đến ngất xỉu. Không còn cách nào, bọn họ liền bắt cóc đưa Sarah về nhà của mình. Ngay khi tỉnh dậy thấy bộ đồ chơi, Sarah vô cùng hoảng hốt. Sau một hồi trấn an thì Sarah cũng đã bình tĩnh trở lại. Rồi anh bắt đầu nịnh cô để tiếp tục chơi nốt trò chơi cùng mình. Nhưng Sarah vẫn còn ám ảnh với lần trước nên cô đã từ chối. Alan đành lừa cô đưa xúc sắc cho mình rồi rút tay lại để nói rơi xuống dưới. Vậy là giờ Sarah lại thêm một lần nữa tham gia trò chơi bí ẩn này. Lúc này màn hình hiện lên chữ mọc còn nhanh hơn cả che sậy. Ngay sau đó những mầm cây khổng lồ bắt đầu chui ra từ trong tường, rồi tóm lấy chân của Peter. Mọi người nhanh tay giữ lại được cậu nhóc, rồi cắt đứt sợi dây cứu Peter trước khi bị bông hoa khổng lồ ăn thịt. Sau đó mọi người quay lại vị trí để tiếp tục trò chơi, rồi cùng nhau quyết tâm hợp sức hoàn thành trò chơi ma quái này. Và giờ thì đã đến lượt chơi của Alan. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng cứu trong màn thì anh vô cùng hoảng sợ. Thì ra đó là người đàn ông luôn tìm đuổi giết anh ở trong Jumanji suốt 26 năm qua. Và vẫn như xưa Alan vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi ông ấy. Đúng lúc này đã có một anh cảnh sát đi đến đây. Ông lão kia cũng chẳng biết cảnh sát là gì liền bắn bỏ xe cảnh sát. Nhưng rồi bắn mãi thì súng của ông cũng đã hết đạn. Và Alan đã chạy thoát khỏi ông ấy và về được đến nhà của mình. Rồi ngay lập tức bọn họ lại quay lại để tiếp tục trò chơi. Và giờ thì đã đến lượt chơi của cô bé Judy. Lúc này bên trong chỉ có chữ nếu đứng im thì đó quả là một sai lầm. Mọi người cũng đã ngửi thấy mùi không an toàn liền cong đít bỏ chạy. Rồi ngay sau đó một đàn thú to lớn xuất hiện chạy loạn khắp căn nhà. Cũng may họ đã náu được vào một góc khuất và tạm thời được an toàn. Nhưng rồi sau đó đã có một con cò khổng lồ đến cướp bộ đồ chơi của họ đi. Alan thấy thế vội vàng đuổi theo để cướp nó lại. Còn lúc này ông lão kia đã vào
cửa hàng để mua cho mình một khẩu súng mới. Rồi ông đã trang bị cho mình một khẩu súng nhìn khá mạnh. Alan thì cũng đã đuổi được con cò khổng lồ kia. Nhưng để lấy được bộ đồ chơi là điều hết sức khó khăn. Alan đã nhanh trí lấy thức ăn để dụ khiến nó làm rơi bộ đồ chơi. Và giờ thì họ đã thành công cướp lại được bộ đồ chơi Jumanji. Đến khi họ trở về thì lại bắt gặp anh cảnh sát đen đủi lúc nãy. Thấy Alan là đối tượng tình nghi nên cảnh sát đã bắt lấy anh. Lúc này cậu nhóc Peter muốn kết thúc trò chơi nên đã gian lận, khiến luật chơi của Jumanji đã bị phá vỡ. Ngay sau đó cơ thể của cậu nhóc bắt đầu mọc lông lá giống như khỉ. Thị trấn yên bình ngày nào giờ cũng đã trở nên hỗn loạn. Những con khỉ dân tổ cũng bắt đầu phóng xe vù vù khắp thị trấn. Còn đàn voi thì cũng tổ chức một cuộc thi marathon. Chúng đi đến đâu càn quét mọi thứ đến đó. Đột nhiên ông lão kia xuất hiện rồi cướp bộ đồ chơi của họ, rồi cầm nó đi vào trong siêu thì chẳng biết để làm gì. Ba người bọn họ thấy thế thì đã âm thầm đi theo phía sau, rồi phối hợp và đã thành công cướp lại được bộ đồ chơi từ ông lão. Còn Alan thì vẫn đang thuyết phục anh cảnh sát hãy thả mình ra, để mình tìm cách kết thúc trò chơi trả lại yên bình cho thị trấn này. Nhưng ngay khi cảnh sát thả anh ra thì anh lại còng tay cảnh sát vào xe. Chắc hẳn anh cảnh sát đã rất hối hận với hành động vừa rồi của mình. Còn ba người bên này thì vẫn đang chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ông lão. Thấy đấu sức không được nên Peter đã chuẩn bị một cái bẫy và thành công đưa ông ấy đến một nơi xa. Nhưng hình như điều đó không khiến ông lão này tha cho họ. Ông vẫn quay lại và tiếp tục đuổi bắn bọn họ. Ba người họ cũng không chạy được bao xa thì đã bị ông lão đuổi kịp. Đúng lúc này Alan và anh cảnh sát cũng đã lái xe đến đây và hút một phát làm đổ từ đồ đè bẹp dí ông lão đó. Rồi ngay lập tức họ cùng nhau cầm bộ đồ chơi đó và trở về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì cây cối đã mọc tùm bên trong, không còn cách nào khác và họ vẫn phải tiếp tục hoàn thành trò chơi. Và giờ thì lại tiếp tục đến lượt Sarah đổ quân xúc sắc, bên trong lại hiện lên dòng chữ gió mùa sẽ nổi lên. Rồi sau đó mây đen cũng đã kéo vào trong căn nhà của họ. Cũng may đó chỉ là mưa chứ không phải thứ gì đó liên quan đến tính mạng. Sau cơn mưa cuối cùng trời cũng đã sáng, ngay lập tức bọn họ lại tiếp tục giả mã trò chơi. Ngay khi tung xong xúc sắc, nền nhà của họ đã biến thành cát lún. Judy nhanh trí tung xúc sắc thêm một lần nữa và đã thành công làm nó dừng lún xuống. Nhưng Alan và Sarah thì vẫn bị dính ở dưới sàn nhà. Và giờ Sarah đã phải dùng miệng của mình để tung xúc sắc. Ngay sau đó căn nhà của họ cũng bắt đầu tách đôi ra. Bộ đồ chơi Jumanji cũng đã bị rơi xuống dưới. Sau một hồi bay nhảy thì Alan cũng đã thành công lấy lại được bàn cờ. Nhưng lúc này ông lão thợ săn kia lại một lần nữa đuổi đến đây. Alan thấy thế thì liền gieo quân xúc sắc xuống bàn cờ. Đến khi ông lão lấy súng ra bắn mọi người thì viên đạn đã bị hút lại. Thì ra lần tung vừa rồi của Alan đã đưa quân cờ đến đích và anh đã thắng trò chơi. Ngay lập tức ông lão và tất cả mọi loài động vật đều bị hút quay trở lại bộ đồ chơi Jumanji. Alan và Sarah cũng quay trở lại thời gian họ bắt đầu chơi trò chơi. Chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, nhưng hai người họ tin chắc đó là sự thật. Ngay khi thấy bố của mình, Alan liền chạy đến ôm bố. Sau chuyện xảy ra khi chơi Jumanji thì giờ cậu đã hiểu được bố vô cùng thương mình. Cậu nhóc cũng không quên xin lỗi vì đã cãi lại lời bố mình. Bố của cậu cũng đã nghĩ lại và không bắt cậu chuyển trường nữa. Sau đó Alan cùng với Sarah đã đem vứt bộ đồ chơi xuống sông và hy vọng sau này sẽ không có ai nhặt được bộ đồ chơi kỳ dị này nữa. Đến khi lớn lên, Alan và Sarah cũng đã kết hôn với nhau và cũng không lâu sau họ cũng đã gặp lại được hai chị em nhà Judy. Nhưng có lẽ hai chị em họ sẽ không thể nhớ được Alan vì họ đã quay trở lại thời điểm mà hai chị em họ chưa hề biết đến Jumanji. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!